Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý khán giả. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin tiếp theo trên kênh của Hiếu trong ngày 7 tháng 7. Thì thời gian vừa qua chúng ta nghe cô Liễu Độ là người đệ tử đầu tiên của ông Thích Trân Quang. Thì cô cũng đã chia sẻ những cái góc khuất mà ông Thích Trân Quang này đã làm với những cái tội ác của ổng rất là ghê gợn, ớn lạnh thưa quý vị. Thì hôm nay lại có một sự chia sẻ mới nhất của cô Liễu Độ với Ly Italia TV. Thì Ly cũng có nói là chia sẻ cái nội dung này đến với tất cả mọi người, và đặc biệt là chia sẻ đến với những Phật tử mà đang ủng hộ cho ông Thích Cúng Dường, Thích Trân Quang này, để mà tỉnh ngộ lại đó. Chứ những cái hành vi, những cái hành động của ổng thì quá trời quá đất rồi, không thể nào mà tha thứ và chấp nhận được. Thì để cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn, cô Liễu Độ bóc phốt chia sẻ những cái góc khuất, những cái sự việc mà mang tính chất lạnh người như thế nào. Thì Hiếu mời quý vị khán giả nghe cô Liễu Độ nói sau đây trong một cái đoạn video clip trên kênh Italia. Thì Hiếu cũng xin Ly cho anh chia sẻ cái thông tin này đến với tất cả mọi người để chúng ta cùng có tiếng nói chung lên án Sàm Tăng, cũng như là lên án ông Thích Trân Quang này, để cho những ai mà đang ủng hộ cho ổng để mà biết cách dừng lại, chứ đừng có cổ xí cho những cái hành vi của ổng nữa. Và hiện tại đây thì quý vị khán giả cũng biết rồi, bên Giáo hội Phật giáo cũng cấm ông này thuyết giảng 2 năm. Đó, thì những cái hành vi của ổng thì chúng ta cũng đã thấy rất là rõ ràng, ma mị dẫn dắt dư luận, rồi sử dụng bằng cấp giả gì đó vân vân các kiểu. Đó thì cũng được dư luận rất là quan tâm ở thời điểm hiện tại. Thì để cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn trình tự chi tiết như thế nào, mời quý vị khán giả cùng đến với cô Liễu Độ sau đây. Và anh cũng xin cảm ơn Ly rất là nhiều đã có một cái cuộc nói chuyện với cô Liễu Độ rất là hay. Quý vị khán giả có yêu mến kênh Italy thì quý vị khán giả vào đăng ký ủng hộ cho em nhé. Xin cảm ơn quý vị. Mời quý vị khán giả cùng nghe. Chúc quý vị khán giả trên kênh của Hiếu ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Mời quý vị khán giả cùng nghe. Chị đó em nghe. Hồi đó nếu mà nói ra cái thầy Trương Quang, thầy Thông Quyển này, nếu mà mang ơn là mang ơn chị Tấm Ngân. Chị đó pháp danh tên là Liễu Ấn. Chị là một người đệ tử cũng là đầu tiên chung với chị và cô Liễu Quyện. Mà hồi đó thầy tự ở Chẳng Bàn, thầy về ở nước Vinh Đạm thì ở. Thầy chỉ chuẩn vẹn có hai cái quần, hai cái áo y mà còn rách đó. Quý vị biết không? Y mà còn rách. Chị Tấm Ngân với lại cô Liễu Quyện này, chị Tấm Ngân á, trời đau khổ nhắc tới chị. Bỏ gia đình, bỏ ruộng, bỏ cấy hay bỏ cày đi theo á. Đi á, trồng nấm rơm á. Đi ra chợ bán. Hẹ đó quý vị, đi ra chợ bán. Từ đồng, từ cắt á, đi về phải nuôi thầy. Lúc đó ông bị đuổi từ ở Long Hải, Phước Hải á, mà trục xuất thầy đi ra khỏi Phước Hải. Thì thầy lúc đó ai là người chứa thầy? Chị Tấm Ngân ha, cộng mười kiến, cộng mười kiến là cộng mười của tôi á ha. Xong rồi ha, đem giấu ổng, giấu ổng mà chở. Bây giờ cộng mười chết rồi, đi tôi khai ra luôn á, thì mượn mười tôi bây giờ còn sống đó. Giấu ổng đem qua Long Hải đi, giấu ổng rồi đó. Mà hay lắm nha, thầy tôi hay lắm, thầy tôi hay lắm. Cái hộ khẩu á, hồ biến dạ ồ, có mấy tiếng hồ ơi, được nhập hộ khẩu về Long Hải luôn, quý vị thấy không? Từ trên trời rơi xuống cái hộ khẩu của ổng á. Rồi đó, rồi đó xong á, chị Tấm Ngân á, chỗ lo cho ổng á, từ ly từ tí, từ ly từ tí á, bệnh hoạn trong thóc á, mua từ 5 cái gạo, 10 cái gạo, chở qua cho thầy á. Cái cảnh đó quý vị chưa thấy đâu, khổ lắm. Mà tôi là người chứng kiến này, chị Tấm Ngân là cô Lưu Quyền này. Mà lúc đó hả, tôi không có theo thầy, tôi cứ, tôi làm như tôi không có, cũng như là mấy chị này thì cứ nghĩ là nói tôi cái trạng như là tôi là hưởng ứng phong trào, không có thiết tha lắm, nên mấy chị ít có cho tôi biết cái gì bí mật của thầy lắm. Hay là lúc đó tôi còn lên xuống trong quyền á, thầy sư bác á, sư bác Thông Luận này, rồi á, cứ nghĩ là nếu mà mọi chuyện gì tôi biết là sẽ về nói thiền viện không mà. Nên hay lúc đó anh Tư Hỷ á, giấu tôi dữ lắm. Anh Tư Hỷ bây giờ là anh Chí Minh nó chết rồi, mất rồi,
Hồi đó hả, cái hỏi nói cái gì á mà cho tôi nghe là ở trên thiền viện biết, cái sợ gì không giấu tôi không à. Cái thời gian tôi cũng buồn, tôi khóc cái mỗi lần mà anh Tư biểu chở Liễu Độ đi qua thăm thầy, cái tôi không đi, tôi không đi cái nói tại sao tôi cũng như là không nghe theo ổng, cũng như giận. Cái trong cái mỗi lần cái Chí Minh á, cái tôi anh về lộn cãi lộn đó, tôi cũng tính tôi thẳng tính mà tôi gây cái ổng học lại ổng á, cái ông về nửa đêm á, ông chạy xe về Long Hải, ông chạy về nửa đêm đường nèo hồi xưa quý vị biết đường đất đỏ mà, ông chạy về cái tôi cô Lữ Nguyện và Tánh Ngăn rồi cúng trong chùa đi ra đi sám hối á, trong chùa giá cấp chạy về ông gặp mấy tụi tôi đó, bắt vô, ông bắt vô vừa mới ra khỏi cổng chùa, bắt vô sám hối, nhưng là tôi là người đầu tiên sám hối trước, ông bắt tôi sám hối. Nói tôi ngu tôi đâu biết gì đâu, có tôi sám hối cái đây tôi còn kể lỗi Chí Minh nha. Thế này anh là một người quân trưởng á, mà anh làm như vậy anh đối thừa em nói như vậy, anh có xứng đáng là một người quân trưởng đối với em không? Tôi nói tôi vậy, ông ấy gồm cái bạn Liễu Độ nó nói nó hùng dữ ghê vậy, nó đâu có tâm sám hối đâu. Ông đuổi tôi ra, ông cho tôi sám hối, khi nào mà tịnh tâm mà sự thật mà sám hối và bắt đầu thầy mới tha tội lỗi cho, chứ vậy là chưa có. Tôi đi ra, nó tôi ngu lắm, tôi đi ra ra xong mấy chị năn nỉ tôi đi sám hối ăn, cái tôi không đi cái kêu cứ hoài chở đi qua Long Hải sám hối mấy lần. Nhiều cái chuyện đó thôi mình không nói nha, nhưng mà chị Tấm Ngăn này là tôi kể cho chị nghe nghe hả, là chỉ là con người hả, là nuôi thèo nhỏ mà đến khi mà bây giờ hả, nhà anh Chí Minh á, là cái nhà anh Tư Hỷ cũng là mang ơn người ta nhiều lắm. Nhưng mà sự thật mà sau này ảnh mà sa kê thất thế rồi, ảnh vợ gia đình ảnh không có tiền á, mà đi lên mà mượn thầy á, xin lỗi à quý vị à, người đầu tiên á thầy cho mượn là anh Tư Hỷ và chị Tấm Ngăn, vậy chứ mà thầy đâu có cho mượn đâu, thầy không có cho mượn. Lên lúc mà ở dưới Phước Hải mà nghèo khổ mà đi lên trên núi mà không có tiền lên mượn, không có cho mượn. Chỉ qua tôi á, tôi phải về phải mang ơn anh Tư Hỷ, chị Tư, tôi phải cho tiền mấy vị đó, anh Tư Hỷ tôi cũng có cho tiền. Nói dùng hồi anh bắt có 18 con ảnh còn, chị Tư á, chị cũng mất rồi, thằng bé Năm á với là bé thằng bé Năm với là thằng Vũ mất á, tôi là người đi đám ma thì tôi cũng là người có thể giúp cho hai đứa nó một số tiền đi làm lại cuộc đời á, tôi cũng cho cháu nó chút đỉnh, tôi cũng biết mang ơn họ, phải không? Còn đối với thầy tôi nha, no, không bao giờ mang ơn người ta đâu. Tôi nói thật, chị Tấm Ngăn bây giờ chỉ nghèo khổ, thầy cũng không bao giờ thầy giúp đâu, mà thầy giúp hết, thầy giúp cho con nào cái đẹp á, vô giúp thầy. Tôi nói cho quý vị nghe, thầy tôi về bữa nào tôi sẽ làm cái clip á, tôi nói tại sao con Phường Tường Phổ là ai, mà con Tường Phổ là cái nhân vật gì quan trọng, rất là ghê sợ lắm, ghê tởm lắm, những hạng con người đó lắm. Hồi đó thầy tôi á, à nói chứ, à, học nhân điện, lúc đó nhân điện á, tôi là người phản đối kịch liệt luôn. Thầy Bảo Nguyên còn sống đó, thầy Bảo Nguyên có thiền viện đó, hỏi thầy Bảo Nguyên đó. Lúc tôi là người kịch liệt phản đối cái gì nhân điện, thầy kêu tôi học, tôi không học. Thầy nói nhân điện á, à, mình sẽ hết bệnh, à, mình sẽ gãy chân á, mình đau chân á, mình nhân điện nó sẽ bớt. Tôi sẽ đàm phán khi mà trà đạo với thầy á, tôi nói hỏi thầy, con hỏi thầy, nếu mà thầy nói về cái luật nhân quả thì nhân điện á không có phù hợp, và khoa học cũng không có chứng minh được cái điều đó. Vì nếu thầy nói nhân điện mà hết, mà con mắt mình nó bị lé, mà nhân điện nó bị hết, thì con không bao giờ con tin. Nếu mà nó hết á hả, thì tha hồ con sẽ làm ác. Tại vì nếu mà con hí người ta, hay con nhìn người ta cặp mắt khinh thường, thì có thể con sanh ra cặp mắt con nó bị lé. Nhưng mà thầy bảo nhân điện nó hết, thì tha hồ bây giờ con sẽ làm ác, con sẽ khinh người. Giờ có gì đâu, nhân
chăn điện nó sẽ hết. Thì con nghĩ cái đó có phù hợp với lại khoa học và nhân quả không? Khoa học nếu mà còn cặp mắt mình như vậy bị mù, bị lét, thấy mình bị mù á, thì mình có thể mình bị cường, mình đi mổ được, phải không? Nó hết mà thầy nói nhân điện nó sẽ hết, thì con nghĩ vậy khoa học làm sao, vậy bác sĩ thì sao? Không ai tin bác sĩ nữa, không không bác sĩ ế thất nghiệp quá ha. Tại sao thầy phải nói vậy? Con hỏi thầy cái thầy nói chứ vậy liệu độ giỏi hơn thầy đi xuống núi đi làm thầy đó. Lúc đó là ông muốn đuổi tôi xuống núi rồi nha. Ông đuổi tôi đi rồi, ông cho tôi lên núi nữa rồi đó, ông cho tôi lên nữa. Lúc đó tôi cũng nghĩ thầy trò là lúc đó tôi đang buồn rồi, rạn nứt rồi nha. Cái lúc đó ông biểu chị Tâm Ngăn biểu tôi đứng lên, lên xuống đây người ta để ý, người ta để ý cái thiền viện của thầy mà Liễu Độ về đây, cái thầy về đây cái người ta đòi lại đất, người ta lấy lại đất. Thế tôi nghe lời ông, tôi ẩn tôi đâu lên đó mấy năm, tôi về với tôi mới lập gia đình ha. Giờ nói ngay về vấn đề thầy á, ở lúc huyện còn sống á, có một cái cô đó tên B là B phở mà gia đình giàu lắm nha, gia đình giàu nổi tiếng ở Sài Gòn đó, có công ty du lịch. Cái cô này á giới thiệu chút á đi vô cho thầy về thông quyển là thầy chân quen. Trời ơi, biết lắm thầy, tôi biết lắm quý vị ơi, thầy tôi biết điều lắm mà biết chọn người lắm. Chọn sao biết không? Nhắn tin nhắn cho cô đó, muốn gửi tinh trùng cho cô đó được sanh con. Ghê không? Chuyện đó trong hỏi từ thiện ai cũng biết đi. Cái cô Quyện á hỏi ông, ông rồi đánh cô Quyện, chửi cô Quyện. Lúc đó ông vượt cô Quyện chạy. Ghê không? Quý vị thấy ghê không? Thì tôi á, thì tôi vậy á, thì nó có thật nha, không có ra láo đâu. Bây giờ á, bây giờ sẵn đó cái bằng thì tôi nói luôn, bây giờ điều tra ra cái hộ khẩu của ông luôn đi, biết cái gì trong đó à, biết cái hộ khẩu à, điều tra cái hộ khẩu luôn đi. Thì tôi hay lắm, thì tôi giỏi lắm đó, điều tra cái hộ khẩu luôn đi. Hộ khẩu đâu thầy có, từ Long Hải á, tự nhiên nó mọc lên đó ha. Dù Long Hải á, thầy cắt thầy bỏ túi thì tự nhiên ở núi Chùa Hải á, núi Vinh á, mọc lên đó luôn. Dù tôi này hay lắm, tôi đâu có muốn nhập về trên đó cái hộ khẩu trên đó đâu, mà cái tôi cũng có cái tên hộ khẩu trên đó luôn. Cái thầy thấy cái miệng tôi không có im á, cái thầy sợ tôi quá, thầy cắt hộ khẩu tôi trên đó. Tôi có hộ khẩu trên đó luôn mà tôi đâu có đòi về đâu. Thầy tôi hay lắm ha, quý vị ha. Thì tôi có thằng thông hồ biến là tôi có cái hộ khẩu nằm trên núi Vinh này, trên cái chùa luôn nha đó. Quý vị điều tra đi, tôi nói có sai đâu hả. Nên bây giờ nói cái bằng tôi đâu có lạ đâu, nói cái bằng là tôi mới lạ. Quý vị thấy ghê, còn nhiều chuyện lắm. Để cho quý thầy á, trong 3 tháng hạ này quý thầy an tâm, quý thầy tu đi. Rồi sau 3 tháng hạ đó, giờ con sẽ thỉnh cầu quý ngài, được vào cuộc. Những cái băng đĩa của thầy á là hoàn toàn chính xác, chứ không bao giờ mà làm cái như ở bên giáo hội Bà Rịa Vũng Tàu nói rằng á, là những cái băng đó là bị là cái bằng là sửa sao chép hay là này nọ, không có đâu. Con bảo đảm, con lấy danh dự của con, cái uy tín của con bảo đảm, cái mạng sống của con bảo đảm, những cái băng đó là những băng chánh gốc, không bao giờ mà nói là YouTube bơ mà cứ bằng sao chép. Cứ chỉ là có những cái số mà người ta sao chép, người ta khịa là cái hình của thầy với lại phương trinh đồ, cái đó là cái hình ảnh đó là người ta khịa thôi, cái đó là công nhận. Còn những lời nói thầy nói là hoàn toàn chính xác, không bao giờ mà ai mà kêu bằng cắt ghép, phải nói dùng cái từ là như vậy chính xác nhất. Con để cho quý thầy an tâm
tu học trong 3 tháng hạ. Rồi trong 3 tháng hạ gia hạ rồi á, tụi con xin đó quý thầy á, trong giáo hội Phật giáo Kim Nhân Phòng hai phải vào cuộc điều tra, đừng có để mà cái thể rằng là mấy con á, là Phật tử và tức mất tín tâm với Phật pháp. Con á, thì luôn luôn lúc nào nói rằng là phá đạo này nọ, con mới phá đạo, mà có trái lại con là người ủng hộ quý vị nào mà tu hành chân chính, tu hành sự thật mà tu hành, con rất là ủng hộ quý vị đó. Con đang đem thân mạng mình, con sẽ ủng hộ quý vị mà tu đúng chánh pháp. Còn quý vị nào mà tu không đúng chánh pháp, đừng có mượn đạo mà tạo ra đời. Con không thích như vậy, con không thích cái lối tu như vậy. Con nói là bằng nói sự thật của lòng con. Con không bao giờ nói sai cái gì hết cho thầy con. Thầy con nhiều cái thâm cung bí sự lắm nhỉ. Thầy con hả, lấy nhiều đệ tử mình lắm, hãm hiếp nhiều. Dùng cái từ hãm hiếp thì con nói không có đúng thật, không phải là dùng hãm hiếp, mà dùng cái cũng như uy quyền của mình bắt mấy sư cô, mấy Phật tử lên cạo gió, rồi cái cởi quần cởi áo người ta, chịu mắt người năn nỉ người ta làm xong rồi năn nỉ, thì mấy cô á, cũng còn khờ dại, sợ nói lên được, la lên thì sợ xấu hổ, hay vậy giá này nọ, làm xong năn nỉ thương thầy, chỉ có câu nói thương thầy vì Phật pháp, vì Phật quan, vì mấy trăm tông đi, vì giáo phái của Phật quan, vì mấy ngàn bài giảng của thầy, làm im giùm thầy đó vậy đó. Cứ ai cũng nói gì hết, bây giờ hỏi mấy sư cô ra đều nói y vậy á, quý vị thấy không, ghê gớm. Trời ơi, còn đòi gửi tinh trùng nữa, gửi tinh trùng mà hay ha, lựa cái cô mà giàu có đó, đẹp đẹp á hả, gửi tinh trùng, gửi tinh trùng sinh con. Chị Tám á, chị Tám, chị Liễu Ấn á, biết nhiều lắm. Tôi thì cũng một phần thôi, chỉ thì lúc mà đầu tiên là chị biết nhiều lắm. Cô Liễu đội, cái vụ mà ông xin gửi tinh trùng của cái cô đại gia kia đó thì cô đó cổ phản ứng làm Cô làm thanh cô cười thì cứ gửi tin nhắn là cho hỏi thầy thiện biết gì sao. Như gửi cô tin nhắn đi tùm lum, chứ nếu trường hợp mà cô thích thì cô làm im rồi, cô không thích cô mới là gửi tin nhắn, trả tin nhắn, chụp hình tin nhắn cô gửi đi tùm lum á mới là vậy? lòi ra đó. Vậy là chấn động hội từ thiện luôn rồi, hết Cô hồn đã luôn thì sư đang phụ. nghe hỏi tin thiện thì từ dạo ấy hội từ thiện tan rã. Đẹp mặt sư phụ chưa? Quá đẹp, quá đẹp ha, quá đẹp. Bây giờ phải nói hơn là mười mấy năm rồi ông từ chị á, ổng mà ông từ tôi nha, quay bắt đầu xong nhá, ông từ chị rồi nha, ổng mà ông từ chị á, chắc chị mà về quê chị đợi cái gì không? Hên ông từ mình nhớ biết xảy ra câu chuyện này đó, cái có mấy đứa em nó comment, nó nói chứ cái để mình làm cái clip mình kệ, cái bắt đầu cái tụi nó nói giờ phút này cái gì mới chịu lên tiếng sao, nó đâu biết mình lên tiếng đâu. Nó nói giờ phút này chị mới lên gì mới lên tiếng sao, nó hỏi gì. Ý là nó nói bây giờ mình mới lên tiếng sao, Tức là đáng lẽ ra là cô Liễu Độ phải cái lên tiếng lâu rồi. là nghĩa lại hả, chỉ lại ở quê mình á nhỏ lắm, mà ở quê mình ai cũng ủng hộ mình, cái đâu ai nói mình đâu, ai cũng mấy 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 chị em mà hồi xưa mà nhỏ xíu mười mấy tuổi mà đồng nhi mà học nhỏ nhỏ đi theo Phật á, đi theo tụng kinh đồ á, mấy chị điện tới mấy chị khóc, mấy chị nói hồi đó giờ đâu biết đâu, kêu mình bé bảy trời hồi đó giờ đâu biết đâu, thấy thấy tưởng đâu mà vậy á, đâu có biết đâu mà bây giờ đừng ngờ đâu mà vậy đâu, mấy chị cũng buồn, mấy chị cũng khóc, nhiều cái huynh đệ cũng điện nhau nói chuyện thì nói mấy chị cũng nói hồi nào giờ đâu có biết cái chuyện đó đâu,
mà sao thấy em không có lên chùa nữa, rồi mấy chị đâu có để ý đâu, thấy em có lên chùa thầy rồi đâu có không có biết gì hết. Xong mấy mỗi năm em bao hai chiếc xe ca đi lên cho dân mình ở dưới quê á, dưới Vũng Tàu đi lên thiền viện, ổng á vừa tập tu vừa ăn cơm chay vừa nghe pháp đi về, mà năm nào em cũng cho hết, một năm cho ba lần, mà mỗi lần là hai chiếc xe, một chiếc xe đò vậy đó, từ từ ai đi đông thì hai chiếc, ai ít đi thì một chiếc tới năm mấy chỗ. Giờ bây giờ không ai đi nữa, hồi đó đi cho đi là mấy chiếc xe vậy. Vậy bây giờ không ai đi nữa, mấy chị cũng thấy cũng hỏi hỏi mà mình đâu nói lý do là sao đâu. Chị ra đi chị không có nói lý do gì. Trời ơi, con Nguyệt Khánh rồi ôm ông mấy chục tỷ rồi. Căn nhà chằng não, số 2 chằng não bị mất luôn á. Buồn lắm em ơi. Tiền mà sang chiếc bạ thời đó là 9 tỷ là một tài sản không bao giờ nhỏ. Em biết không, nhà cửa sân sang chiếc bạ mà 9 tỷ là thời buổi năm 2006-05 là không bao giờ nhỏ, lớn lắm. Em thấy rất là bất công. Tại vì có những người giúp đỡ ổng từ ngày đầu, nhưng mà người ta khổ và ổng không có giúp lại được gì. Ổng không, ổng vô ơn, ổng tàn nhẫn với người ta. Chị nói cái này, bây giờ nói cái này chị nói luôn này nha. Nói cái này mới quan trọng. Cái cô Tâm Nguyệt đó, ở về ở Úc á, lúc mà ổng mua căn nhà Hoàng Diệu á, là cô chị Tâm Nguyệt, cô Tâm Nguyệt á mượn cho ổng á, cũng như người ta cúng dường cô đó, cái nói cái tiếng hay lắm, người ta cúng dường cô đó, nói cái tiếng nghe hay lắm, người ta cúng dường nhiều lắm, vì người ta thấy cô này đi theo thầy mà hay á, cái tâm đạo có đó. người ta thấy thì người ta cúng dường, ta gửi cho cô đó được cúng dường cho ổng. Rồi một khoảng thời gian á, cũng như là thiếu tiền là mua căn nhà Hoàng Diệu á, là thiếu bao nhiêu thì chị không có biết, tại vì chị là cái thành phần nhỏ thôi, cũng như là đi cột mà cốt lõi là cô Lưu Nguyện, mà chị biết đó là thiếu không biết bao nhiêu chính xác, để chị hỏi lại bạn chị đó, cái chị có gia nhà chị đó, chị hay có liên hệ với chị đó, thì chính xác là bao nhiêu. Nhưng mà em biết không, nhỏ đó nó nói mượn dù nó sẽ hứa là cũng như ai cho đó nó sẽ trả lại cho cô bé này, mà cô bé này đâu có tiền đâu, thì người ta cúng 1-2-30 ngàn đô thôi, Úc á, người ta cúng nhiêu đó thôi. Còn mà cái giá mà giá trị số lớn 100 ngàn đô, người ta đâu có tiền ta cúng, thì cô bé này biểu cô này phải đi mượn xã hội đen hay mượn ngân hàng gì chị không biết lúc đó, thì đi mượn. Mà em biết không, tiền lời hả, mà hẹn tới ngày đó trả, thì con này nó nói chứ lẽ là mấy ngày thì có thể nó lo được cái tiền lời nó cúng cho sư phụ, thì thôi nó cho mượn đỡ đi, dù con này nó trả lại, thì con nhỏ này nó trả lại cho người ta, mà cuối cùng lại là không trả. Em biết không, con nhỏ này nó phải đi làm, mà nó đi chạy, chị đi qua bên Úc chạy chiếc xe, em nói chị nói em nghe có 1.000 đô thôi, chiếc xe đó hả, hai cái bánh xe hả, như hai cái đầu lắc o luôn ha, mà thiếu điều hả, em biết không, chạy xe không biết ban giữa đường nào, mà bên Úc mà em biết ban giữa đường rất là nguy hiểm, mà mùa tuyết, chị qua mùa hè bên Việt Nam mình là mùa tuyết, ở bên Úc á, em biết không hả, trời ơi hả, người ta chạy 2-4 cái bánh hả, quỳnh luôn á, mà vậy hả, cái lúc đó chị Diệu Hương á, là chị Diệp á, điện về nói thầy là tiền của em cái tin gì chị quên rồi nè, nó tội lắm, nó không có tiền mà Tâm Nguyệt mà mượn như vậy, dù không trả cho em á, bây giờ nó phải đi làm 2 phút, mà nó không biết là bây giờ nó phải thế căn nhà nó vô, vô đó, nó thế căn nhà nó vô đừng, nó trả lời cho bên xã hội đen cho xong á, bây giờ nó nói không biết rằng hả, là cái chớp của nó hả, nó làm 2 chớp nó trả cho người ta, không biết là bây giờ hả, nó mà mất việc kỳ nào hả, là nó bị là người ta kéo nhà nó, nhà nó kéo nhà nó bị chết luôn em, nó khủng hoảng luôn á, mà nó khủng hoảng luôn, nó buồn, cái nó nói lại chị vậy với là chị Diệp vậy, cái xong cái chị Diệp chị điện về cho ổng, chị nói thay vì mình là thầy mình á, ồ trời ơi thầy đâu có biết như cái chuyện đó đâu, cho bây giờ vậy hả, bây giờ thôi bây giờ để thầy trả lại cho ổng, có tiền mà thầy trả lại cho con, để con trả cho người ta đi, vậy 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 hả, cho thầy ấy. Ổng nói sao em biết không, con nói như mình là mình sẽ đối xử vậy, còn ổng không nói gì,
cái chuyện đó thì không biết đâu. Đi 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 đòi tâm nguyện ấy. Trời đất ơi, giờ cái tâm nguyện nó xin người ta đâu có được đâu. Dù cái bắt đầu cái câu chuyện nó tội nghiệp bé đó, bây giờ chị cũng, bây giờ bữa nào chị hỏi lại cái câu đó, cái ngày mai chị hỏi chị gì đó, chị hỏi lại chị cái đó là chính xác nhất, chị mới đưa lên sao cho em biết. Ghê không? Đó, quý vị khán giả cũng vừa nghe cô Liễu Độ chia sẻ thông tin có liên quan đến ông Quang trên kênh Italy. Thì quý vị khán giả có nhận xét gì về ông này thì cũng rất mong là quý vị khán giả để lại bình luận góp ý và nhận xét nhé. Anh xin cảm ơn Ly rất là nhiều đã có một cái cuộc trò chuyện rất là bổ ích để gửi đến tất cả mọi người được biết về cái hành vi của ông Thích Trân Quang. Thì cũng rất mong là quý vị khán giả khi xem nội dung thông tin trong video này, quý vị chia sẻ mạnh tay để chúng ta cùng có tiếng nói chung, lên án sàm tăng nha thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì cũng rất mong là quý vị khán giả đăng ký kênh, bấm một like, ủng hộ cho kênh Hiếu phát triển hơn. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị trên kênh ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.